Vâng ạ, hôm nay em về được rất nhiều loa, dòng loa Buxell và cả dàn kia cho các bác kia nữa. Đấy, rất là nhiều luôn. À, đối với những dòng loa này thì báo cáo các bác là công suất của nó là trung bình là 140W một rôi. À, đáp ứng cho những các bác những căn phòng tầm 30 mét vuông. Nói chung nếu mà nghe nhạc nhẹ nhàng bolero cổ điển hoặc là dòng này thì đáp ứng rất là lợi nha. Các bác có thể dùng một bộ này trên phòng khách nhà các bác nghe nghe nhạc. Em đảm bảo là rất hay luôn. Không hay không lấy tiền luôn đối với những dòng loa này. Mức giá rất là bình dân, trung bình chỉ từ 800 đến hơn 1 triệu một đôi, công suất 140W. Đây là loa Onkyo, tất cả đều Onkyo hết. Có 1 đến 2 đôi là không phải Onkyo thì chút nữa em sẽ giới thiệu model khác. Đấy. Được chưa? À, thì để với những đôi loa như thế này thì em chỉ xin phép là giới thiệu tại hai cái ba cái bộ này thôi, và hình thức loa, hình giá như thế nào tại đây. Còn những đôi loa này thì các bác nào có nhu cầu thì cứ gọi alo thì bên em chọn cho. Còn em cho các bác nào đã từng không biết chọn đôi loa nào mà đã nhờ em chọn bảo anh thích đôi loa này, nhưng anh hỏi cái số này hết, hôm trước đặt số mà nó hết rồi, thì em lấy cho anh cái kiểu như màu như thế, có em chọn nhé. Chưa bao giờ các bác nào nhờ em chọn mà em chọn hàng xấu, hàng bệt cho các bác nhé. Trừ hết nó bị sứt này, em bảo à đây nó bị sứt tí này này, em lấy giá này thấp này, bác có lấy không? Chứ không bao giờ các bác nhờ em chọn mà em lại cố tình đưa những con hàng đẻo vào, hàng xấu, hàng vỡ vào, nên yên tâm. Nếu các bác đã tin tưởng bác giao cho em chọn thì lúc đến đó bác còn yên tâm hơn. Bác chọn số bởi vì nhé, tùy. Ví dụ như hôm trước có cái đôi này chẳng hạn, bác thích cái đôi, bác ở đây nhá, em quy định là màu vàng đậm này, vàng nhạt này. Bác nào thích vàng đậm thì báo, vàng nhạt thì báo, thế cho dễ. Thì bác bảo chọn cho bác một đôi giá này, em chọn cho, em là người chọn. Còn cuối cùng con nào xấu em sẽ báo tổng hợp cuối cùng là à, đây bị vỡ bị sứt này, em lọc lại này, giá nó này này, bác nào lấy thế cho nó nhanh, chứ không nhất thiết là phải các bác chọn số, bởi vì là nhiều lúc á, nhiều bác thì bảo đúng rồi mình quay như này đấy, mình quay thì nó nhanh, nó ví dụ nó bị nó cớn phía dưới chẳng hạn, không biết, nhưng có khi em biết em lại phải báo các bác đấy. Nhiều bác chọn đôi đấy nhỉ, báo là nó bị cớn này, nó rất là khó. Được chưa? Sau đây đây nữa, đây là trong này, chỗ này là có đôi 4 6 7. 7 đôi loa này là series khác và tất cả model nó đời cao hơn. Đời cao hơn thì cái này em sẽ cuối cùng em sẽ báo giá luôn cho các bác ạ. Còn về đây em sẽ báo chi tiết về đây. Hàng ngày thì tất cả gia đình nào thế, bây giờ các bác sử dụng cái dòng nhạc, cái nguồn nhạc ở trên YouTube rất là lớn. Nguồn nhạc trên YouTube hầu như là trên YouTube là nhiều. Có một số bác thì chơi hàng chuyên ca, chuyên nghe nhạc thì các bác chơi đĩa rồi trước thứ đó, hoặc là chơi nhạc gốc nhiều cái. Nhưng còn đa số bây giờ là nếu mà để gọi là thích cái nghe nhạc phổ thông thì các bác nó phải chiếm được 80% là nghe trên TV nhé. TV, điện thoại, máy tính, laptop. Thì đây, đây là những cái giải pháp mà cho các bác ngon, hợp túi tiền, rẻ tiền mà được chất lượng cao. Chất lượng cao ở đâu thì bây giờ em sẽ đi hai cái bộ này này. Hai cái bộ này nó có hai cái đầu này là hai cái đầu của Onkyo. Nó hai cái loa là leo theo nó luôn. Nó combo cả bộ của nó đấy ạ, chính là combo của bộ nó luôn. Đây là dòng hàng cao cấp. Dòng này các bác có thể nghe được tất cả các loại nhạc, đặc biệt là nhạc đồng quê, trữ tình, bolero cổ điển. Còn con này thì nó cũng không không kiêng nhạc mạnh cho các bác, nhạc nhanh ấy. Bác nghe lên khúc của nghe cái thoải mái. Đối với dòng này, một nhìn thế này đây, 140W một đôi này đấy ạ. Cái đầu này đánh được, phải nói luôn là đánh được cực kỳ nhiều cái loa. Em đã dùng cái đầu này em test loa cho các bác biết rồi đấy, đánh rất là nhiều. Cái đầu này các bác có thể đánh theo một đôi loa, không nhất thiết phải bát nhỏ này, bát 25, bát 30 cũng được nhé. Nhưng mà công suất của nó đằng sau chỉ 140 đến 160W hai vế đấy, cả đôi đấy, nó công suất tối đa thôi. Nhưng các bác về ví dụ như bác không thích ghép con này thì bác lấy nguyên cái đầu này thôi. Có đầu này có những chức năng gì? Thứ nhất là giải mã này, thứ hai là chạy MD, đĩa MD này, thứ ba là chạy đĩa CD. À, thì bây giờ nghe nhạc YouTube nhiều thì bắt buộc các bác phải có giải mã. Các bác cắm cái hộp bằng bao diêm thì không hay đâu. Các bác có thể dùng cái bộ này bác nghe nhạc gia đình, còn đằng sau nó còn ba, ít nhất là 2 đến 3 đường cắm ra nữa, thì bác dùng cái đường giải mã xuống bộ nghe bộ karaoke cho bác. Bởi vì hầu như gia đình nào bây giờ cũng thích có một bộ karaoke, nhưng mà các bác đa số là cắm bộ karaoke qua những cái chuyển đổi quang chứ không phải giải mã. Chuyển đổi quang cái hộp bằng bốn ba đồ bốn này này, bác đi mua ở ngoài nó khoảng độ 250 thì có loại nào xịn xịn thì tầm 380 400 mấy đấy, gọi là người ta gọi là quảng cáo xịn, hộp đen đen đấy. Cái hộp đấy nó chỉ có nhiệm vụ làm giải quyết là chuyển đổi từ cổng quang, cái cổng đỏ đỏ ấy, nó có tín hiệu đỏ đỏ sau tivi ra cổng AV thì các bác cắm vào âm ly thôi,
chứ để độ hay thì không có, phải mua những cái này mới hay nhá, lợi nhá. Mua một được hai có gì, bình thường thì các bác không nghe karaoke nữa, không hát karaoke, bác tắt bộ karaoke đi, bác mở bộ này có hai con loa này, bác nghe nhạc hay lắm, đảm bảo hay. Còn khi các bác hát karaoke thì bác vẫn mở bộ này, nhưng mà nó sẽ có giải mã chạy xuống bộ karaoke cho bác, và cái con này bác cho volume nó vừa phải thôi để nó hỗ trợ lời, chỗ hỗ trợ nhạc, nó gọi là lấy loa thêm thêm nhạc thêm lời đấy, càng hay, không có cái gì cả. Nhưng nhớ là các bác kê loa là các bác phải kê nó làm sao thì cái loa nó đừng hất vào nhau hoặc là đừng vếch ngược lên trời, nó làm cho cái cộng hưởng, cái tần số loa ấy, nó bị đảo lung tung. Riêng nhiều bác có nói là tại sao tôi mua ở nhà các anh về nghe hay thế mà về nhà tôi là nó không, cái căn phòng nghe nhạc nó quan trọng lắm bác ạ, căn phòng nghe nhạc cực kỳ quan trọng, nó quyết định đến tầm khoảng độ 40 đến 50% cái căn phòng nghe nhạc đấy. Bác có nghe bộ mua bộ hay đến mấy mà về căn phòng nhà bác nó không thiết kế, nó cứ oang oang, nó trống rỗng thì nó đau tai lắm đấy nhá. Thế là cộng hưởng số âm. Có bộ này, ví dụ như cái đầu này chẳng hạn, thấy chưa? Với những cái đầu như này, tình trạng đầu hoạt động tốt, chạy CD MD giải mã tốt thì có mức giá là 1.600.000, 1.600.000 một cái đầu này. Còn nếu như bác nào bảo là tôi chỉ lấy giải mã thôi, hoặc là hỏng CD hoặc MD được thì 1.000.000. Hỏng CD hoặc hỏng MD được, chỉ lấy giải mã thì cái đầu 1.000.000. Còn nếu cái đầu này chạy được CD, một trong hai thứ nhé, một là MD này, hai là CD, có nghĩa một trong hai thứ này còn sống, chết một cái thì giá nó sẽ còn 1.200.000, được chưa ạ? Em nói thế cho nó nhanh. Còn đôi loa như thế này cũng được, đôi loa như này, màng trắng, các bác gọi là màng carbon hay cái van này đấy. Đấy. Đôi như thế này, màng trắng như này thì nó sẽ có giá, mức giá ấy, mức giá của nó ấy, sẽ là 1.550.000 ạ, 1.500.000. Đấy. Đôi như thế này, đấy là màng. Nhưng đôi cũng như thế này, bên này giống hệt nhau, công suất giống hệt nhau như nhau nhá. Như nhau. Các bác chỉ quan trọng là trung bình bọn này là đa số là trở kháng 4 ohm hết. Dòng loa nhỏ này trở kháng 4 ohm, bát nó mới dày nhá. 4 ohm, 5 ohm, 6 ohm đều có. Thì như thế này các bác biết này. Đấy. Thì đối với những đôi như này thì nó sẽ có một mức giá là 1.200.000. 1.200.000. Bây giờ bác lấy bộ dàn này với con loa này được, mà bộ dàn này với con loa này cũng được. Được chưa? Đấy. Nói thế cho nhanh. Nó công suất như nhau, đều là 140W một đôi mà. Ê căng đầy đủ có hết ạ. Còn đây là đôi, đây là chiếc loa tay. Chiếc loa tay này hỗ trợ lời cho các bác, thì đôi này có công suất là 60W. Loa này bác lấy loa thêm lời cho các bộ nghe nhạc của dàn. Thì bộ này có mức giá là 600k một đôi. 600k một đôi này. Được chưa? Đấy, còn bác nào cần như nào bác bảo em chọn cho, chứ không nhất thiết là phải ghi gì đâu. Còn sang đến bộ này cũng vậy đây. Sang đến bộ này thì nó chỉ khác nhau về cái đầu thôi nhá. Nó chỉ khác nhau về cái đầu là cái đầu này nó nằm dọc, cái đầu này nó nằm ngang. Vậy thôi. Còn tất cả loa và công suất và giải mã nó không khác gì cái này luôn. Em vừa giới thiệu cái này rồi. Nó không khác gì nhau. Bây giờ chỉ có báo giá thôi. Cái đầu này tình trạng hoạt động tốt cũng 1.600.000, được chưa? 1.600.000. Nếu như bác lấy bị lỗi MD hay CD chẳng hạn, một trong hai thứ, thì nó giảm còn 1.200.000. Đấy, ok chưa bác? Còn loa này cũng vậy nhá. Loa này đây. Loa này đối với màng carbon, màng kevlar này, đấy, carbon các bác gọi là carbon này em không nắm rõ đâu. Carbon này các bạn đấy. Đối với cái màng này, tất cả đây nhá bác nhá. Đây là băng dính. Khi đi người ta bó cái băng dính đây, mình lau hết luôn băng dính nhá. Chưa? Những dòng loa như này các bác cứ mua với giá, ví dụ em báo đây đôi này nhá, màng kevlar hay màng này là 1.600.000 này. 1.600.000 mua lẻ đấy, là nguyên loa nhé. Hoặc mua nguyên đầu. Còn mua cả bộ vào thì em sẽ tính giá cho các bác, sẽ bớt giá, ví dụ như cả bộ như con này chẳng hạn, 6 là 3.200.000 chẳng hạn, thì sẽ lấy bác 3.100.000, bớt đi 100 cho các bác thoải mái. Đấy là lấy combo cả bộ, đúng chưa? Đấy. Còn các bác lấy sang ví dụ như đây, bỏ loa này, cho loa này vào cũng được. Nó công suất nó vẫn như nhau, không khác gì cả. Nhưng con này nó là màng giấy gân cao su, màng giấy gân cao su. Chất âm thì nó không có gì. Đây bác chú ý nhá. Đa số những con màng giấy gân cao su lại nó lại có cái điểm lợi là lỗ thông hơi nó phía trước hết. Các bác có thể đẩy sát cái bộ dàn này vào trong tường. Nhiều bác cứ để ý xem nhé. Tất cả những con loa màng kevlar này, màng kevlar đời to, đời cái loa nó cao hơn một chút này, nó đều có lỗ thông hơi phía sau. Nhưng những con như thế này đều thông hơi phía trước kìa, thông hơi phía trước này rất là nhiều. Thông hơi phía trước nó lợi cho các bác đặt sắt vào trong phòng được. Thông hơi phía sau các bác phải để mở hở cái khe ra để cho cái lỗ thông hơi nó thoát thì nó vẫn chất bát nó mới ra sàn được. Đấy. Về kích, về công suất thì vẫn 140W một đôi. Như bộ này hết. Bộ này nó chỉ có cái tác dụng là nó thiết kế là cái
cái độ gọn, độ nằm dọc lên thôi. Còn cái độ này thì bộ này thì lại cho cái đầu nằm ngang. Nói chung là các bác nhìn nó chênh nhau thế thôi, nhưng giá trị của nó không khác gì nhau. Con này thì nó thiết kế rất hay, là đèn led của nó, đèn này đa số là đèn xanh hết, nhìn rất là nổi đẹp. Và các phím nó rất là nhiều. Bộ này ấy, nó còn nhiều phím hơn bộ kia, nó rất nhiều chức năng. Đấy các bác nhé, đây. À, đối với đôi như thế này, các bác lấy ví dụ con màng keva là 1.6 triệu, thì con này nó chỉ còn có 1.3 triệu thôi, màng giấy mà 1.300.000. Đấy, màng giấy. Bây giờ nhiệm vụ của bác nào muốn lấy thì bác bảo à cho anh con màng trắng này, nhưng vỏ màu vàng vàng đậm. Con đây là vỏ, hoặc là con vỏ màu vàng có màng trắng nhưng vỏ màu vàng nhạt, thì như đây, đây chẳng hạn, đây là vàng nhạt. Đấy, thì em sẽ chọn cho nó dễ. Bác thích vàng đậm hay vàng nhạt? Chỉ có hai loại màu nhá. Vàng đậm hoặc vàng nhạt thế thôi. À, loa vàng đậm hoặc vàng nhạt, màng trắng hoặc màng giấy. Là xong. Được chưa? Còn ra đến đây. Đến đây cũng à, đây là đôi loa toàn giải. Loa âm trần của Pháp đấy ạ. Con loa âm trần của Pháp này, bác nào chơi loa toàn giải rước em này về này. Em này đánh mê luôn. Thùng này là thùng của Hũ Sồi rồi. Thùng đóng Hũ Sồi. Đôi loa này em đã bán trên kênh rất là nhiều năm. Hiện giờ nhớ bác khỏi lắm, không còn được bác nhé. Đây còn một chiếc này em đóng ghép vào thùng này cho bác chơi thôi. Đôi này bình thường em bán nguyên cái đôi loa không này đã gần 2 triệu rồi. 1.8 triệu, 2 triệu một đôi loa không này. Chứ chưa nói đến cả thùng nhá. Thùng Hũ Sồi đẹp đũa đây, căng đầy đủ. Sẵn cho các bác chỉ sẵn chơi thôi. 2 triệu 9 một đôi này. 2 triệu 9 có cả thùng luôn. Bình thường mua cái mồm không này đã không, bác thích mua mồm không em bán mồm không cho. Nó toàn giải, loa toàn giải của Pháp. Chưa? Bán rất là nhiều rồi. 2 triệu 9 đôi này, có giá thì nóc rồi. Sang đến bên đây. À, đây là đôi loa Onkyo D062AX các bác nhá. Nhớ nhá. Đây này. Để lau lau bằng này. Keo đấy. Đấy. D602AX. Chưa? Con này nó khác những con kia đấy bạn, không phải nó to hơn. Khủng hơn. Con này 602AX này, giá 1.8 triệu. Giá 1.8 triệu, con này chở kháng 4 ôm. Được chưa? À chết, hôm trước có một bác nào hỏi con D032A mà cách đây khoảng độ gần 1 tháng em đăng cái combo đấy em bán mất rồi, hôm nay về được cái đôi nữa nhé. D032A. Có bác nào hỏi thì bác để ý hộ em nhé. Đây, chính con này đây. Con này còn đẹp hơn con hôm trước nhiều, con hôm trước còn bị sờn hết bên này. Sườn này, con hôm trước là 1.6 triệu, sờn hết con này, đẹp lắm. Con này 1.7 triệu nhé, 1.7 triệu. Mai A đây. Con này nó không phải nằm trong bộ dàn kia, nó nằm trong cái bộ dàn chung rồi. Dòng chung rồi. Con này đánh hay lắm, giải hay. Nó làm loa độc lập được, ok. Sang đến đây nữa, con này là con 052TX nữa này. Được chưa? Dòng này nó khác hết. Vách thùng loa nó cao hơn con kia, khủng hơn. Màu vàng. Đấy, con này 052 này, giá 1.7 triệu, cũng như nhau, 1.7 triệu. Con này chở kháng 4 ôm. Tất cả Onkyo này hầu như là chở kháng 4 đến 5 ôm trở lên hết, bởi vì là nó là dòng loa nó cho cái chất bát dày nên chở kháng 4 ôm nó cho bát dày lắm. Hoặc là bác cứ để ý tháo loa ô tô dạng thế thôi. Tại sao trong loa ô tô mà nhỏ như thế mà nhiều con nó đánh ấm như vậy? Nó do cái đường chở kháng, những tất cả loa ô tô đều chở kháng 4 ôm hết. Sang đến đây, đây là đôi loa đần ông. Nha. Có đúng một đôi loa đần ông này thôi. Loa đần ông này. Nha. Đây là đần ông mức giá 1.6 triệu. Đơn ông, được chưa? 1.6 triệu đưa ra đơn ông này. Sang đến con DSX9A này. Đấy, con 9A này. Đẹp chưa? 9A đẹp chưa các bác? Con này các bác phang cho em, xóa đi em. Con 9A này. Onkyo. Không hay không lấy tiền. 9A. Con 9A này giá 1.8 triệu. X9, đầu 9 này, 1.8 triệu. Còn sang con S9 này 1.6 triệu, màng kevan màu trắng. Tại sao em lại con này nó còn không kém những con kia cũng S9 này mà kém kia mà giá nó lại thế? À đây, 1.6 triệu, bởi vì đây đằng sau này các bác nhìn này. Đây này. Nó bị bong mất cái, nó gọi bong một cái lớp này này. Cái này này. Cái này cái này nó gọi là cái để can gián, nó chả ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng gì đến chất âm cả các bạn. Nó chỉ ảnh hưởng về cái thẩm mỹ sau lưng thôi chứ nó chả ảnh hưởng đến chất cả. Đấy, vì chính vì cái này nó không còn thì giá làm tụt cho quá. Còn về các bác thích các bác lột rốt này đi chưa? Lột đi. Để nó chả giải quyết đâu, lột. Nó đều không ảnh hưởng gì cả. Đấy, giá nó 1.6 triệu. Được chưa?
Đấy, giới thiệu thế cho nó nhanh. Còn hàng các bác cứ lấy nào các bác báo em chọn cho. Không nhất thiết là phải số nọ bác kia bác chọn đâu. Em sẽ là người chọn cho bác, em dám đảm bảo hơn. Em là người chọn, em test cho bác nó còn đảm bảo hơn nhiều.